Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về việc đứng van heo đi rừng nha. Đó, big van heo xong rồi xin rừng. rồi xong con cà phơ lơ. Hôm nay mình sẽ chơi lớn luôn. Đó chính là Big Man Heo cầm trừng trị xin dừng xem phản ứng của đồng đội như thế nào nha các bạn. Và mới vào thôi mà đã có hấp dẫn. Vâng, Van Heo đi rừng. Đây là một cái chuyện khá là khó khăn, cũng như là rất là gọi là đụng chạm đến cái tính gọi là húng chó của đồng đội lên. Vì thế nên đây là một trò chơi mạo hiểm, các bạn không nên bắt chước mình. Tại vì mình có cái khả năng gọi là gánh team rất là cao, đâm ra thì mình quyết định cầm vị tướng Van Heo đi rừng và sẽ chat yên tâm rừng gánh team. Ôi giời ơi, hấp dẫn quá các bạn ơi. Ra mình có lý do đâm ra thì mình gánh con ca. Úi giời ơi, úi giời suốt cái. hấp dẫn quá các bạn ơi, hấp dẫn quá đi. Sủa ngứa cái gì, what the hell. Mình biết là đồng đội mình sẽ chửi mình, vì thế nên mình quay lại clip cho các bạn xem ngay từ đầu luôn. Chứ bình thường á, em yêu mấy anh nha. Ừ, em phê quá. Hấp dẫn. Đi nó chửi nghe đã được chứ các bạn. Tí nữa mình vào mình gánh tim cho, làm gì mà canh. Yêu cái cũ. Ui dồi. Chửi qua vậy cha nội. Trời ơi, em phê quá mà. Nó chửi kìa các bạn. Mấy cái thằng chửi chửi vậy á, tí vào nó phế vật. Các bạn cứ yên tâm, tí rồi xem. Mấy người chửi chửi là phế hay phế vật lắm. Còn những cái người mà kêu gánh tim như mình á, là gánh tim đó. Cứ từ từ rồi khoai nó cũng nhừ. Van Heo thì trận này mình sẽ lên mát đam nha các bạn. Mình thấy nhiều bạn chơi Van Heo lên phép. Mình so sánh giữa vị tướng Van Heo lên đam và lên phép ấy, thì mình sẽ chọn lên đam hơn. Lên đam thứ nhất là các bạn sẽ có tốc độ đánh hơn, nó sẽ ngon lành cành đào hơn lên phép. Lên phép các bạn chỉ được có chiêu cuối thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng cái chiêu cuối nó phải áp sát. Mà các bạn biết rồi đấy, Van Heo mà áp sát thì nó đánh cho nó rập mặt ra chết luôn ấy. Nhưng mà còn Van Heo lên đam ấy, các bạn có thể đứng từ xa tỉa. Ok, nói thế thôi. Các bạn nào thích lên phép thì lên phép, mà thích lên đam thì lên đam. Van Heo được tăng sức mạnh nha các bạn. Mình thấy nhiều bạn bình luận kêu là Van Heo được tăng sức mạnh. Anh ơi, thì chơi thôi. Có ở đâu căng. Nên cùng Bảo Tố đánh chơi nha các bạn ơi. Tên. Đầu tiên thì mình sẽ tăng chiêu 2 trước nha. Mấy cái thành niên có khi nó qua nó cướp đấy. Mấy cái thằng Arum nhìn cái mặt nó biến thái lắm các bạn ạ. Canh. Ui ơi, mẹ cái thằng bùa xanh này. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, tôi bên này mà, what the hell. Sao nó tào lao thế nhờ. Vơ vẩn, chuỗi thua 4. Lại thua nữa rồi. Ui giời ơi. Thế là bạn không biết tớ là ai rồi. Tớ là Bết Van Heo đây. Nghĩ làm sao lại bảo thua. Thua nào. Rừng gắn, ok con dê. Khổ quá cơ các bạn ạ. Chơi game mà nó khó khăn vãi cả trưởng ra luôn. Chơi này. Ấy, ngon ngay. Úi giời. Bập nó. Ôi, chừng chỉ luôn, ngon lành cành đào luôn. Thơm lừng như củ gừng luôn. Úi giời, đánh nhau ác thế. Mới vào thôi chưa làm được cái gì đã phang nhau rồi. Mình buồn thì sao? Đâu rồi? Caffeine hả? Thằng mày chết nè, hư nè. Quấn luôn. Trời ơi, mới vào tôi đã bảo thua. Sao thua được? Đúng không các bạn? Sao thua được? Trời ơi, bét chùm ở đây mà để bảo thua. Nhưng mà cái cũng mà chọn tướng là hấp dẫn rồi đó. Nè, ôi trời ơi, có Van Heo là thua. Xin lỗi ạ, đùa với cái đi rồi. Ấy, cứu tớ mấy cậu. Cứu tớ, đâu măng. Đâu măng, rồi, đi về. Ui dồi, cái đu nó vẫn choáng được vị tướng. Ngon nhờ.
vẫn choáng được nhờ. Không chịu về này, lì này, đóng băng cái gì lo mà cắm đầu cắm cổ chạy về còn đứng nhìn nhìn nữa. Van heo thua các bạn. Trời ơi, có van heo thua. Thua nào? Đùa với cả ninja rùa. Sao mất con quái này ta? Van cái thằng gấu béo này nó sẵn. Ấy! What trời ơi, ai 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 rồi? Chạy đi bạn ơi. Nó dám qua nó cướp bùa mình, nó còn đánh cả mình mới ghê chứ. Độc xanh nó. Cái pha đấy là mình vẫn cố tình ăn xong. Mình biết là mình chết rồi các bạn. Pha đấy mình biết là 100% mình chết rồi. Nhưng mình vẫn phải cố gắng ăn con bùa xanh để lấy vàng. Lấy vàng cộng với cả kinh nghiệm nha các bạn. Xong rồi mình chết. Chứ còn nếu mà mình không ăn bùa xanh thì mình cũng chết thôi. Vì thế nên kệ, chừng chị ăn con bùa đỏ, à bùa xanh cái đã. Xong rồi có vàng, có thêm kinh nghiệm, chết cũng được. Lỡ rồi chứ giờ sao. Ủa bắn cái bẹt một cái sướng nhờ. Nào 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 nào. Chạy đi đâu cùng cưng. Nào nào rồi, Arum nào, ra đây. Ra đây, 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 ra đây. Ui giời, đánh cho tóc. Nhìn đã con mắt ha. Van heo phải lên mát đam. Các bạn lên cho nó cái trang bị đó chính là cây cung bão tố này. Nếu mà đi rừng nhá. Nên cung bão tố cộng thêm gương xét nữa. Đấy là bắt đầu các bạn. Xả thôi các bạn. Trong đó là các bạn chỉ cần xả skin thôi. Đánh không phê là không tính tiền luôn. Hai món đó cộng thêm cái thanh kiếm nữa là ok. Ba món đam là tuyệt vời. Cộng thêm cho nó cái dìu Hyoga nữa là ui rồi ôi phê lắm. Đánh cực kỳ xuống. Để mình lên trang bị trận này cho các bạn xem y chang những gì mình nói nhá. Cho các bạn xem cái độ sức mạnh lợi hại của Van Heo đáng sợ như thế nào. Con này thì đi AD thì tay nó ngắn. Không thật sự là ngon cho lắm. Tại vì tay nó ngắn. Ê! Ai trời ơi rồi xong luôn. Đời em cô đơn lên đi đâu cũng bị đánh lôi. Đời em cô đơn nên không có ai bảo kê mình. Đời tôi cô đơn nên mít mình nó chẳng quan tâm đấy, mít nó ra đâm mình bụp 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 chết méo luôn. Gánh trời ơi là trời điêu thuyền có tức ta. Bạn có thấy hay bị tưởng ra thì bạn nó đấm mình không? Cái lúc nó đấm mình thì bạn đang làm cái gì? Ui ôi, nhìn cái thanh niên. Cái thanh niên cafe đi kìa các bạn. Lên qua trời găng tay luôn, một nùi luôn. Ủa rồi Zuka thì mình nó AFK ha ta. Rồi Zuka AFK rồi các bạn ơi. AFK rồi. Có Van Heo hoặc Zil là trận đấu thua. What the hell. Cái địch mày đánh thì đánh đi, ông nói nó đập nhà đến nát đi rồi. Vân đứng chat rồi các bạn ạ. Đậu xanh nhà nó chứ. Nó chơi thế này bảo sao nó trả 4 trận nó trả thua. Hai con phế vật á đủ van heo phế vật hả? Van heo phế vật hả? Dám nói van heo phế vật để đó, mình xử lý cho. Cứ đùa với cả đi ra rùa hóa chơi nó. Chơi nó, quất nó. Ủa Ryoma kìa. Ryoma này. Bảng mày. Wonder Woman kêu. Ai ôi, chạy. Kéo được thì bị đau chứ. Bị kéo các bạn ạ. Cafini đây bên kia nó lên. Qua trời găng tay chí mạng luôn. Một núi luôn. Nguyên cái hành trang của nó toàn găng tay không kìa. 2, 4, 5 cái. Nhiều dữ. Đi bán hay mua đi bán hay gì mà mua cho nhiều dữ vậy. Chắc mua xong đem đi bán quá. Đem ra chợ bán quá. Không, mình không có nhu cầu mua mấy găng tay đâu. Rồi cắn rồi, Arum cắn rồi, mạnh mẽ. Cắn quá trời cắn luôn rồi, tuyệt vời ông mặt trời rồi. Ôi giời ơi. Mình lên ít thôi, mình lên 3 cái được rồi. Còn để món kia mình lên đồ thánh kiếm, các thứ. Má ơi, lên một nuôi, dữ dằn gì. Chơi mà gắt quá. Cái thanh niên cô béo đậu xanh cứ lo đứng chát ở đấy cái trụ, mất cái trụ luôn rồi kìa. Kỳ cục của tôi, ôi, 7 rồi. Wonder Woman tên bên kia tức mình hay sao, nó cứ ra nó cứ bùa mình hoài. Ta nãy giờ để ý mấy lần rồi đấy. Tớ là tớ buồn vì cậu rồi đấy nha. Cậu đừng để tớ cáu là tớ khô máu với bạn luôn đấy. Bạn có biết tớ là ai không? Tớ là phế vật Van Heo đấy, hay còn gọi là Van Heo phế vật đấy. Mà mình đã phế rồi mình đâu có sợ các bạn. Chơi là mình chơi, thích là mình thích tớ chứ. Đó, quốc nè. Quốc nè, chơi nè, bắn à. Mày chạy đi đâu con sâu. Đừng có đùa nha. Rồi ra đây. Ra bước ra đây luôn đi.
đừng có nói nhiều, ra đây luôn đi. Những cái trụ này. Mày ra đây. Ra đây, solo khô máu này bạn ơi. Rồi xong, đừng chê nát luôn rồi. Sao mà nát thế này thế nào nhở? Lấy cái trụ, lấy con rồng các bạn. Các bạn thấy Van Hell lên mát tốc độ đánh nhỉ, đánh nhanh không? Ôi, đánh như cái máy luôn á. Đánh như cái máy điện luôn á. Cộng thêm cái nội tại á thì thôi nhìn đánh sướng. Nhưng mà không ăn được con rồng rồi. Có Ryoma, có Ra đó, mình ứng lại mình chết ngay. Mình đánh Van Hell là mình chơi rất là sung luôn đấy các bạn. Nhưng mà những lúc mà mình gọi là cảm thấy không ăn được là mình không dám chơi đâu. Chơi. Đâu rồi. Xông lên đây. Xông hết lên đây. Đâu rồi ta? Mẹ ra đâu rồi? Ôi, chết rồi à? Chết sớm vậy. Mà thấy còn xíu máu, tưởng đang trốn trong cái bụi nào chứ. Chít bơ kèo. Ui ôi. Hoa đa kèo. Ôi ôi. Ulti thần trưởng của Ra hả? À. Ui ôi. Chơi nó. Wonder Woman này rồi xong. Bé Gindu quéo không của ấy. Chạy đi các bạn ơi. Chạy thôi nào. À, mấy thanh niên này hư quá ta. Đánh ăn quái của mình này. Đồ bé cho mình nó cứ ngơ ngóng ngáo kiểu gì ấy nhỉ. Chơi game của nó cứ đứng nhìn đánh kiểu gì ấy. Bạn đánh kiểu này bạn sẽ thua cả 4 trận nãy là đúng rồi đấy. Thật luôn, chơi game kỳ cục. Đánh không đánh cứ đứng đây. Hồi nãy còn đứng chat nữa cơ các bạn ạ. Đậu xanh nó chơi game kỳ quá. Xong rồi, đứng chat. Đã bảo có Van Hell là auto thua. Kỳ cục. Rồi còn chê Van Hell phế vật đấy chứ. Trước thì Van Hell phế vật thật. Nhưng mà bây giờ thì mình được đấy, được tăng sức mạnh rồi, đâm ra rồi cũng mạnh rồi. Ui. Thơm. Giờ mình sẽ hầu lên cho nó cây trang bị gọi là dìu hưu ga nha các bạn. Tính lên cho nó cây xuyên giáp cơ, nhưng mà mình nghĩ không cần đâu, Van Hell không cần xuyên giáp đâu. Lên cái dìu hưu ga cho nó, thứ nhất nó trâu này, thứ hai nó có cái nội tại ấy. Đánh trúng đối phương được tăng tốc độ chạy ấy. Cộng thêm cái nội tại của vị tướng Van Hell của mấy cái chiêu thức nữa thì đánh sướng lắm, di chuyển cứ như máy luôn, đánh thì nhanh. Đánh cực kỳ phê luôn nha các bạn. Thích là mình nhích luôn này, chơi luôn. Quất nó luôn. Ôi, chạy đâu. Bằng. Mày chết chưa? Mày hư nè. Hư này tích mông nè. Quấy luôn. Mẹ cái thằng Wonder Woman này nó lại cứ bùa mình. Chạy đâu? Chặn đầu nó các bạn. Chạy đi đâu? Chạy đâu? Cố gắng mà kéo à. Quất tà thần luôn. Chạy. Cướp bùa xong rồi chạy chứ. Ui giời ơi. Chơi gì khôn quá. Khôn vậy không chơi được. Chơi này. Úi giời ơi. Van Hell ra đây. Cái lộn ra ra đây. Ây da, đá mình đau nha. Ủa ở đâu thế? Cứu. Mày chết mày nè. Rồi xong méo con cua. Tiếp theo là bé ra cu teo này. Bơi vào đây. Trời ơi đâu rồi, hồi nãy ông nào nói là có Van Hell là auto thua đâu vậy? Hồi nãy ai nói Van Hell phế vật đâu rồi nhỉ? Zuka đâu rồi, ta lên tiếng rồi mấy coi. Họ đánh như sấm sét thế này, như siêu nhân thế này là dám bảo phế vật à? Siêu nhân thế này mà. Con này mà có gọi là support tốt một cái là cân cả thế giới luôn đấy. Tại vì sát thương của nó vừa có sát thương vật lý, vừa có sát thương phép, giống như bị đứng keo ăn nát đấy các bạn. Đâm ra giáp cũng không ăn thua với nó đâu. Đó. Các bạn thấy sao? Các bạn thấy mình chơi Van Hell đáng sợ không? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Trận này nguồn cười Zuka vãi. Bạn nào muốn đi vào số của mình dưới phần mô tả video nha các bạn.